Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình chính là Phong Cận TV đây. Mình có đáng yêu không nào? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đấy bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương mục review game nha bạn nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với mấy bạn một cái tựa game mà hiện tại là mình đang chơi và Hero Team cũng đang chơi luôn. Đó chính là game Dragon Raza bạn ơi. Đó, một cái tựa game có thể nói là cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Thì đồ họa của nó có thể nói là siêu đỉnh cao luôn bạn ơi. Bạn coi nè, thấy không? Đồ họa đẹp chưa? Đẹp vãi nồi luôn chứ còn gì nữa, đúng không? Thì cái game này sắp tới sẽ ra mắt tại Việt Nam, cho nên là mấy bạn còn chần chờ gì nữa nào mà không gọi là cùng với Hero Team hóng chờ con game này về nha bạn. Và khi con game này về Việt Nam thì nhớ là tải con game này về chơi cùng với bọn mình nha. Thì bởi vì bọn mình là YouTuber cho nên là nhà phát hành game đã gọi là rất là thương yêu bọn mình, tặng cho bọn mình trước con game này để bọn mình review trước đấy. Thì đầu tiên vô game thì chắc các bạn sẽ thấy rằng là mấy bạn sẽ có một câu hỏi là tại sao mình là nam mà mình lại chọn nhân vật là nữ, đúng không? Mấy bạn đừng nghĩ bậy bạ nha. Mình là nam mà, mình là mạnh mẽ mà, cho nên là mình tất nhiên là phải chọn mấy nhân vật nam rồi, đúng không? Nhưng mà game nào mình cũng chọn nhân vật nam rồi. Hôm nay mình muốn vào trong game này, mình chọn thử nhân vật nữ để xem coi game này gọi là nhân vật nữ nhìn nó có đẹp hay không. Nhưng mà hay vậy đâu, nó đẹp vãi nổi bạn ơi. Thì hiện tại nhân vật mình đang chọn không phải là nam, cũng không phải là nữ, mà là loli bạn ơi. What? À, thì loli cũng là nữ ấy, nhưng mà nói chung là người ta không gọi là bạn nữ mà sẽ gọi là bạn loli đấy. Ok, thì các bạn hãy nhìn đây, nhân vật loli của mình nhìn rất là dễ thương luôn đó. Thì trong game này được chọn nhân vật loli luôn á nha. Trước tiên thì mình phải giới thiệu cho các bạn biết trước về ngôi nhà của mình đã. Bạn hãy xem đây đó, đây chính là ngôi nhà mơ ước của mình ở ngoài đời á bạn ơi. Mình nói thật các bạn luôn nha, mình ước mơ ở ngoài đời mình sẽ xây một căn nhà to như thế này nè, bởi vì nhà to vậy ai mà chẳng ước mơ, đúng không? Ok, trong nhà hiện tại là mấy bạn thấy đẹp không? Đẹp không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì trong nhà có gì đâu đẹp ra. Cái nhà này là nhà mình mới mua bạn ơi, cho nên là nó hơi bừa bộn xíu. Thì cái game này nó hay ở chỗ là các bạn được toàn quyền quyết định đó, bạn muốn xây cái nhà của các bạn như thế nào thì các bạn xây. Đó, nó hay ở chỗ đó đó, mình nói thật. Nói chung là game này nó cũng giống như là game Minecraft nhưng mà ở cái phiên bản gọi là hình ảnh đẹp hơn các bạn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử mình trang trí cái căn phòng của mình cho bạn xem nha. Đấy, ok, này là phòng ngủ đúng không? Rồi. What the hell? À không, nhầm, cái này toilet bạn ơi. Cái này là toilet, nhầm. Ok, qua bên này mới đúng, qua bên này đúng rồi. Ok, đây mới đúng là phòng ngủ này. Đó, ok, phòng ngủ gì đâu mà nhìn nó không có nổi cái giường ngủ gì hết trơn vậy. Không chấp nhận được. Thì đầu tiên, để gọi là xây nhà được thì các bạn cần phải có tiền. Các bạn hãy xem đây, mình đang có rất là nhiều tiền luôn và kim cương nữa. Đó, ok. Thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng trong phòng ngủ thì tất nhiên là phải có giường ngủ rồi, đúng không? Mình sẽ kiếm cho mình một cái giường ngủ. Đây, giường ngủ đây. Mình sẽ chọn cái giường này đi. Đây, cái giường nhìn đẹp này. Đó, đặt nó ra. Ui, cái giường màu xám nhìn đẹp vậy. Ok, để nó đây. Đó, thấy không? Là chúng ta đã có được cái giường. Tiếp theo nữa, chúng ta cần một cái bàn ở trong phòng ngủ. Mình bình thường á, mình không biết rằng mấy bạn như thế nào, nhưng riêng mình á nha, là trong phòng ngủ của mình phải có một cái bàn để mình gọi là lâu lâu mình đem đồ ăn vô trong phòng ngủ mình ăn ấy. Lâu lâu chẳng hạn như là ăn mấy cái món gì đó mà nó thơm thơm thì không nói. Còn khi nào mình ăn bún đậu mắm tôm hay là gì đó mà mình mang vô phòng ngủ mình ăn là toàn luôn. Nhưng mà không sao, phòng riêng của mình thì mình thích làm cái gì mình làm, đúng không? Có được cái bàn này nè. Bây giờ ở trên bàn thì phải để thêm một cái đèn ngủ lên. À, ui, cái đèn ngủ nhìn sáng vậy. Ok, mình sẽ để nó ở kế bên đây nè. Đó, rồi ok. Và có cả ơi, cái hoa này nhìn đẹp quá nè. Mình sẽ để cái hoa ở trên đây để mình trang trí ở trên cái giường của mình nha. Cái này hình như là cái vòng hoa Noel đó bạn ơi. Để ở đây sẽ rất là đẹp luôn. Bình thường á, có bạn nào giống mình không? Khi mà mình gọi là ngủ ở trong phòng một mình á mà ba mẹ không gọi thức dậy á, thì thường mình sẽ hay bị tình trạng là dậy muộn nè. Mà mấy ông nào mà còn đi học á ha, mà dậy muộn cái là sẽ bị sao đỏ trừ điểm, đó là sẽ bị phạt liền. Cho nên phải cần có một cái đồng hồ. À, ok. Tôi nói vậy thôi chứ tôi biết chắc là mấy ông có đồng hồ, mấy ông có để cả trăm cái đồng hồ mấy ông vẫn dậy muộn thôi. Ok. Nhưng mà cứ để cho nó chắc ăn bạn ạ. Có gấu bông này. Đấy, mình sẽ để cho con nhân vật của mình có một con gấu bông ở trên bàn. Đó, để cho nó đẹp. Thì gọi là mình sẽ hơi kiểu mê chơi game tí bạn hiểu không? Cho nên mình phải cần có một cái máy game trong phòng. À đây, ở chỗ này có quá trời mấy game nè. Mình sẽ mua mấy game bằng kim cương luôn nha. Đó. Mình sẽ để, ui cái mấy game nhìn xịn vậy. Mình sẽ để nó bên đây. Còn thiếu thêm một cái tấm thảm nữa. Đúng rồi, mình cần phải có một cái tấm thảm để mình trang trí dưới sàn nhà. À đây, thấy các bạn ơi, tấm thảm nè. Đó, để một cái tấm thảm ở đây. Ok, xác nhận. À, tivi, đúng rồi, quên mất. Phòng ngủ thì chúng ta cũng gọi là cần phải có một cái gì để chúng ta xem đúng không? Cho nên mình sẽ để thêm một cái tivi ở đây. Đó, để thêm một cái tivi nữa là quá hợp lý. Ôi trời, sao mình thông minh quá vậy ta. Mình sẽ lấy cho mình một cái bàn để mình để cái tivi lên. Có cái bàn màu trắng này đẹp nè. Ok, để cái bàn màu trắng ở đây. Mình nghĩ rằng mình sẽ để hai cái bàn luôn để cho nó để cái tivi thật là to nha. Mình thì mình thích tivi to hơn. Đấy. Ui, cái tivi to vãi. Đúng kiểu tivi ước mơ của mình ngày xưa luôn bạn ơi.
Mình nói thiệt với bạn luôn nha, ngày xưa nhà mình nghèo lắm, làm gì có tivi để mà xem á, bạn hiểu không? Nhà mình không có tivi để xem luôn, cho nên mỗi lần muốn coi YouTube á, mình toàn phải lấy iPhone 11 ra để xem phim không à. What? Buồn ghê luôn á, nhà nghèo mà, đâu có tivi, chỉ có iPhone 11 thôi. Cái này mình giỡn với bạn cho vui thôi nha. Thật ra nhà mình ngày xưa nghèo thiệt các bạn ơi. Ngày xưa nhà mình không có nổi cái tivi để mà xem luôn đó. Mình nói thật, cái này mình nói thật ấy. Ok, đúng rồi, trang trí thêm cái bình hoa. Trời, cái bình hoa mình thấy tưởng nhỏ lắm, ai vẽ to dữ vậy. Ok, để cái bình hoa ở đây, thêm một cái bình nhỏ nữa. Đây có cái bình này nhỏ nè. Nó cũng to luôn các bạn ơi. Mình tưởng nó nhỏ lắm, ai vẽ cũng to luôn. Đấy, ok. Rồi, xem thử coi. Ui, nhìn này, cái tivi to vãi trưởng, trời. Cho nó to ghê luôn các bạn ơi. Còn đây là cái giường của mình, chứ cái giường của mình cũng to nữa. Ui phải nồi. Rồi ok bạn ơi, phòng ngủ trang trí xong rồi. Thì nói chung á là chúng ta sống trong một ngôi nhà mà chúng ta sống có một mình thì hơi buồn các bạn ơi. Cho nên chúng ta cần phải có một con thú cưng nha. Đấy ok. Thì mình thì ngày xưa mình cũng có nuôi một con chó, cho nên là bây giờ mình sẽ vào đây xem coi nó có con chó nào không nha. Để xem nữa nha. À, trong đây hiện tại đang có con robot này. Tiếp theo nữa. Ui, mình cá chắc với bạn luôn nha, đây chắc chắn là con chó luôn nè. Mình sẽ mở khóa ra thử nha, nhận nó nè. Đấy ok, mua luôn, mua ngay một con luôn. Trời ơi, mình gọi là giàu mà bạn. Ok, mua một con này. Phải chó hay không đây, mới thấy cái đầu thôi. Thấy chưa, một con chó. Ui ui cưng thế, dễ thương thế. Ui đáng yêu vãi nồi thời. Mình thật với bạn luôn nha, ngoài đời mình mà có con chó đẹp như thế này ha, bảo đảm bạn luôn. Bảo đảm với bạn là mình sẽ chăm sóc nó kỹ càng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đến xem này. Thì ở chỗ này là hình như là có phần là tăng level cho nó bạn ơi. Mình sẽ cho nó ăn thử để tăng level nha. Ok. Ui, tăng sức mạnh này. Ui, tăng này. Đó, tăng level. Bum 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 bum. Đấy. Ui, bây giờ mình sẽ tăng. Ui, các bạn coi kìa, nó lên level 35 nữa kìa, tăng liên tục luôn. Ok, rồi, đó, ui. Vậy là con thú cưng của mình hiện tại bây giờ đã là level 38 các bạn ơi. Ok, cái gì thơ ấu là gì đây? Tiến hóa hả? Ui, tiến hóa được luôn hả? Thử tiến hóa lên coi. Ui, bùm. Wow, một con chó nhỏ xíu bây giờ đã biến thành con chó to đùng các bạn ơi. Ui, xịn vãi nồi. Ok, thì nói chung là trong đây mình còn thấy rất là nhiều những con vật khác nữa bạn ơi. Chẳng hạn như là có con chuột hay là con gì nè. Để mình thử mở con này ra thử nha. Ok, mua thử con này coi. Tốn 234 kim cương. Mua luôn. Trời ơi, có gì đâu. Mình thích là mình mua thôi. À, ok, mở thử nha. Ui, một con chuột màu tím. Sao nhìn con chuột nhìn có vẻ giang hồ quá vậy? Sao mà nó đeo cái gì một bị nó có một mắt nữa bạn ơi? Trời, nhìn giang hồ vậy. Nói chung là trong đây là có rất là nhiều loại thú cưng luôn nha các bạn nha. Mấy bạn thích con gì thì bạn mua con đó, trong đây có rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà riêng mình thì mình vẫn thích con chó nhất. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dẫn nó ra ngoài cho bạn xem nha. Ui, ok, xác nhận này. Chuẩn bị đây. Trời, mới vừa vô xong nằm ngủ rồi. Ui. Ui, mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Cưng vãi. Trời ơi, bạn coi kìa. Trời ơi, dễ thương vãi. Ui, ui nó chạy theo mình nè. Dễ thương vãi bạn ơi. Ui. À, mà thường thường là chó thì thường trong team mình á thì có một ông lấy linh vật là chó sói bạn ơi, đó chính là Siro. Đó, vậy có nghĩa là Siro chính là thú cưng của mình. Sau khi mà có thú cưng xong thì mình mới vừa nghĩ ra một cái điều này bạn ơi. Đó chính là nếu như mà chúng ta đã có nhà mà có thú cưng nữa thì chúng ta cần phải có thêm thật là nhiều tiền để chúng ta nuôi thú cưng, mà chúng ta còn phải gọi là trang trí thêm cho cái ngôi nhà của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên chúng ta cần phải có một công việc để kiếm tiền. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây để mình kiếm một cái nghề nào đó để mình đi làm nha. Chẳng hạn như là mình sẽ đi làm ca sĩ nè, mình sẽ đi làm đầu bếp nè, đi làm diễn viên người mẫu nè. Ui, hợp lý. Bởi vì nhân vật trong đây đẹp như thế này, tất nhiên làm ca sĩ là quá hợp lý luôn. Ok, đi kiếm công việc làm coi. Rồi ok, bây giờ là mình đã vào trong cái phần gọi là chọn nghề nghiệp nữa bạn ơi. Thì ở đây bạn đang thấy là có rất là nhiều nghề chúng ta làm luôn. Chẳng hạn như là ẩm thực nè. Ẩm thực chắc là sẽ làm đầu bếp mấy bạn ạ. À. Và làm thần tượng. Thần tượng nghĩa là sẽ làm gì? Sẽ làm diễn viên, làm ca sĩ. Đó, ok. Với lại là mở tiệm nè. Hình như mở tiệm là có nghĩa chúng ta sẽ mở một cái tiệm nào đó để chúng ta bán đồ ăn hay là gì đó. Ok, thì mình sẽ thử chọn thần tượng đi nha. Mình đã có một cái ước mơ từ rất là lâu rồi. Mình vẫn ước mơ mình có thể trở thành ca sĩ bạn ơi. Cho nên mình sẽ chọn là thần tượng nha. Mình sẽ làm ca sĩ nha các bạn. À, mấy bạn ơi, mình đã được làm ca sĩ rồi nè. Đó, thấy chưa? Nhìn trên màn hình kìa, bạn coi trên màn hình kìa. Có một cô ca sĩ đang hát trên màn hình kìa. Thôi, chắc là sắp tới mình sẽ được làm ca sĩ giống như cô ấy á bạn ơi. Ui, vậy là sắp tới Phong sẽ được làm ca sĩ đó. Mấy bạn có muốn xin chữ ký của Phong không? Ui. Ok. Khuấy lên. Alo, alo.
Ok, thì nói chung cái này là cái micro nha các bạn nha. Alo, và lời nói đầu tiên xin Phong Cận TV xin gửi đến quý vị khán giả một lời chào hân hạnh và trân trọng nhất. Thì hôm nay Phong sẽ gửi đến các bạn một ca khúc mang tên gọi là Búp bê bàn bông. Ok. Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bay, búp bê bằng bông bên bạn bướm bướm. Nước miếng giang tập lâm, ôi trời chết tôi rồi. Oh no, thôi mình nghĩ rằng mình không làm ca sĩ rồi các bạn ơi, kiếm công việc đó khác làm thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã bỏ nghề ca sĩ rồi, mình đã chuyển qua là một cái công việc mà mình cũng rất là yêu thích luôn, đó chính là đầu bếp mấy bạn ơi. Ok, bây giờ vào đây mình sẽ mua đồ, mình làm đầu bếp nha. Hiện tại mình thấy đây có trứng gà nè, mình sẽ mua thử trứng gà nha. Sau đó ở đây có thịt vịt, ui thịt vịt thì ngon này, mình sẽ mua thịt vịt luôn đấy. Ok, tiếp theo nữa là thịt bò, mua luôn. Ok, với lại là rau nữa nha, ăn cái gì cũng cần phải có rau bạn ơi, mình sẽ mua rau này, với lại là thật là nhiều ớt luôn đó. Mình sẽ mua ít thôi á, mua ít thôi nha, mua ít thôi. Ok, mua ít thôi. À, lít đó, thấy không, mình lít có mấy cái chứ đâu có lít nhiều đó, thấy không. Ở đây hiện tại đang có tôm nữa bạn ơi. Ui, Phong thì lại là một người rất là thích ăn tôm luôn, mua tôm đó. Bạch tuộc mua luôn, bào ngư, ôi trời, tính ra từ nhỏ đến giờ Phong chưa bao giờ được ăn bào ngư luôn bạn ơi, mua bào ngư luôn. Ok, thì ở đây thì mình thấy rằng là mình sẽ làm cái món gì đó rồi là nó ăn nó phải gọi là chua chua tí, cho nên mình sẽ chọn món chanh đi, mình sẽ chọn món chanh nè. Ok, sau đó là mua thêm một ít dứa để gọi là chán miệng. Ô, chanh với dứa, à hợp lý, mình sẽ làm món canh chua đó, chanh với dứa có thể làm được canh chua. Ok, mua thêm một ít cam với xoài với chuối để làm món ăn chán miệng nữa là hợp lý đấy. Đồ uống thì mình sẽ mua cái gì đây, sữa dừa hả? Ui, lần đầu tiên mình nghe sữa dừa luôn ấy. Bây giờ mình là con nít, mình 19 tuổi rồi, mình không phải là con nít, nhưng mà mình thì mình không bao giờ mình uống rượu, cho nên mình sẽ không mua mấy cái rượu đâu, mình sẽ mua sữa thôi đó. Mình sẽ mua sữa nè, với lại nước ép nè đó, mua mấy đồ thôi. Các bạn nhớ nha, còn nhỏ là không được uống rượu nha. Mình thì mặc dù mình đã là trên 18 tuổi rồi nhưng mà mình cũng không uống rượu, tại vì uống rượu rất là có hại sức khỏe, bạn hiểu không đó. Ok, phô mai nè, với lại mấy cái này. Mình mập lắm rồi, có lẽ mình không mua phô mai đâu. Ok, mình mua thêm gia vị đi. Gia vị thì có muối nè, có đường nè đó, có xì dầu nè, có giấm nè đó, mua mấy cái đồ cần thiết. Ok. Ui, xong rồi các bạn ơi, xong rồi. À, ok, vậy là mình đã nướng được xong khoai tây nữa các bạn ơi. Đó, hôm nay mình sẽ làm món khoai tây chiên nha các bạn. Ơ, nhưng mà khoai tây chiên tại sao lại đem đi nướng ta? Thôi bỏ đi, kệ đi, nói chung là mình đã hoàn thành xong món gọi là khoai tây nướng của mình rồi. Ok bạn ơi, thì hiện tại mình đang vào trong thử cái cốt truyện của game này để mình chơi thử bạn ơi. Thì các bạn biết không, đây các bạn hãy nhìn nè, hiện tại là mình đang mặc một cái bộ trang phục là trang phục của một cái trường học đó bạn ơi. Thì cái trường học này hiện tại là đang bị tấn công bởi bọn gọi là sát sống đó bạn ơi. Đó, một cái con này thằng lằn hay là con gì nhìn ghê quá. Nhưng mà nói chung là nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt con này các bạn ơi. Ui, nhưng mà với một cô bé loli nhỏ xíu như mình thì làm sao mà có thể tiêu diệt được con quái vật to đùng như thế này đây. Trời ơi, biết vậy mình chọn nhân vật nam cho cơ bắp cuồn cuộn xíu là được rồi. Hey, nhưng mà không sao, thử. Ok, con quái vật này chắc là quýnh rồi, là mấy tiếng đồng hồ mới chết á. Ok, thử nha. Hey, mày không mày. Ôi, hình như có gì nó hơi sai sai các bạn ơi. What the hell, con quái vật nó to lắm mà ta. Con quái vật nó to lắm mà trời. Hay là do, chắc là do con nhân vật của mình nó quá mạnh đó bạn ơi, bạn thấy không? Chỉ cần mấy bạn cày mạnh lên thì mấy bạn sẽ có một cái sức mạnh siêu mạnh luôn. Bạn coi kìa, mình hiện tại đây là một cấp của mình hiện tại bây giờ là 120 luôn kìa, thấy không? Đó, bây giờ cho nên là quái vật mạnh cỡ nào mình dẹp cái một. Ôi, trời ơi, xịn vãi nồi. Ok, vậy đây, bây giờ là mình sẽ đi theo cái thằng này. Và nó đang dẫn mình, hình như là dẫn mình đi đến gặp ai đó thì phải. Ok, mình sẽ nhắn tin cho cái người này hả? Thì nói chung là mình đã review cho anh em xem xong về gọi là những cái tính năng, những cái gọi là rất là hay của cái tựa game Dragon Raja này rồi. Thì nói chung là nó còn nhiều cái hay hơn nữa mà mình chưa kịp review thôi anh em ơi, còn nhiều cái lắm. Cho nên là anh em đừng quên là hãy gọi là đợi con game này cùng với mình nó ra mắt rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vào con game này và khám phá tiếp nha các bạn nha. Thì nếu như mà anh em thấy thích con game này và thấy thích video này của mình thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Ok, và còn chần chờ gì nữa nào mà không tải ngay game Dragon Raja về để chơi cùng với bọn mình và Hero Team nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.